Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Điều gì xảy ra khi phòng không Việt Nam sở hữu cặp đôi Buk M2E và Spider? Thưa quý vị, hiện nay đứng trước những hiện đại hóa, quân chủng phòng không không quân Việt Nam đang cần có thêm những hệ thống tên lửa tầm trung thay thế dần cho các trang bị hiện có như S-75 và S-125. Trong số đó, hai hệ thống sáng giá nhất để bổ sung cho chiếc ô phòng không tầm trung chính là Spider Việt Nam đã mua từ Israel và Buk M2E Việt Nam đang cân nhắc mua từ Nga. Buk M2E và Spider đều là các hệ thống tên lửa tầm trung hiện đại, trong đó Buk M2E được phát triển trong thời gian gần đây, ứng dụng nhiều công nghệ mới để nâng cao khả năng chiến đấu. Chúng đã chứng minh được hiệu quả thực sự tại các chiến trường khốc liệt như Syria và đặc biệt là tại Ukraine. Về phần mình, Spider cũng mới được đưa ra thị trường. Như vậy, cả Buk M2E và Spider đều là các tổ hợp mới hơn nhiều so với S-75 và S-125. Với thông số kỹ thuật, Buk M2E vượt trội hoàn toàn so với S-75. Tổ hợp này có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa tới 50 km, độ cao tối đa là 25 km. Đoạn 9K317E của Buk M2E có tốc độ Mach 4 và có khả năng đánh chặn mục tiêu có tốc độ từ 400 đến 1.200 m/s. Trong khi đó, S-125 chỉ chặn được các mục tiêu bay ở tốc độ từ 300 đến 800 m/s. Cuối cùng, Buk M2E có thể phóng và điều khiển đồng thời 24 đạn tên lửa tới các mục tiêu khác nhau, trong khi S-125 chỉ có thể bắt bám duy nhất một mục tiêu và điều khiển đạt tới mục tiêu này. Spider thì cũng không hề kém cạnh. Tổ hợp tên lửa của Israel có tầm bắn 35 km và có độ cao 16 km tương đương với phiên bản F-125-2TM và tầm bắn và kém hơn về độ cao. Tuy nhiên, Spider lại nổi trội về tính năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tổ hợp này có khả năng bắn quên được ở hai tầm ngắn và trung nhờ hai loại đạn tên lửa khác nhau, trong đó bao gồm tên lửa tầm trung gắn đầu tự dẫn radar chủ động Derby và tên lửa tầm ngắn mang đầu dò hồng ngoại hai băng Python 5. Đạn Python 5 có tính năng khóa mục tiêu sau khi phóng lốt, đảm bảo bí mật khi tấn công mục tiêu. Đạn của Spider chính là các đạn tên lửa đối không trang bị trên máy bay tiêm kích thế hệ 4 và 4+. Việc mua Spider sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, giảm giá thành trang bị và đảm bảo kỹ thuật cho đạn tên lửa của lực lượng phòng không không quân. Ngoài các ưu điểm về thông số kỹ chiến thuật, Buk M2E và Spider đều có phiên bản lắp trên xe bánh lốp. Điều này làm tăng khả năng cơ động, giúp tổ hợp dễ dàng rút khỏi trận địa để tránh bị địch phản kích. Phiên bản S-75M và S-125-2TM của Việt Nam đều là các hệ thống tên lửa cố định. Dù đã có nhiều nỗ lực trong huấn luyện, các loại tên lửa phòng không này đều không thể đạt được tốc độ triển khai và thu hồi kêu như Buk M2E và Spider. Bên cạnh đó, khung gầm bánh lốp của Spider sẽ phù hợp và đồng bộ với các tổ hợp tên lửa phòng không bánh lốp đã và sẽ trang bị như S-300, PMU-1, S-400, Buk M2E và Patriot-S-1. Xe bánh lốp phù hợp với địa hình đường xá của Việt Nam hơn các hệ thống trên khung xe bánh xích. Các tổ hợp phòng không trên xe bánh xích hiện đang được trang bị như ZSU-234M1 và A-89 gặp nhiều bất tiện khi cơ động hành quân xa trên các tuyến đường giao thông. Chúng cần tới xe chở tăng để khắc phục những bất tiện đó. Việc này sẽ làm gia tăng sự phức tạp khi phải vận hành, cũng như giảm khả năng cơ động của đơn vị. Nhìn chung, Spider và Buk M2E chính là những lựa chọn hợp lý nhất đối với Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Trong khi Spider đã được quân chủng phòng không không quân đưa vào biên chế chiến đấu cho bảo vệ vùng trời Tổ quốc, vậy điều gì sẽ xảy ra khi Việt Nam sở hữu cả Buk M2E và Spider? Cùng đóng vai trò là tên lửa phòng không tầm trung, nhưng Spider và Buk M2E có những đặc điểm rất khác nhau và phù hợp với những yêu cầu khác nhau. Do đó, không loại trừ khả năng quân chủng phòng không không quân sẽ mua thêm Buk M2E để phối hợp tác chiến cùng với Spider đã có trong trang bị. Buk M2E có điểm mạnh là tầm bắn xa, nhưng lại rất kém khi tấn công các mục tiêu trên đỉnh đầu. Nếu để mục tiêu lọt vào khu vực đỉnh đầu của Buk M2E, tổ hợp này gần như không có khả năng đánh trả và rất dễ bị tiêu diệt. Như vậy, Buk M2E phù hợp với vai trò tổ hợp phòng không độc lập, phụ trách bảo vệ một khu vực có bán kính 50 km với địa hình bằng phẳng, nhờ đó máy bay và tên lửa đối phương sẽ khó có cơ hội lợi dụng địa hình để áp sát, tiêu diệt Buk M2E.
Spider thì có tầm bắn kém hơn, bù lại chính là khả năng tấn công các mục tiêu trên đỉnh đầu tốt hơn Buk M2E. Thực tiễn chiến tranh đường không cho thấy, trước mỗi cuộc tập kích đường không, máy bay tiêm kích của địch thường bắn phá và khống chế khu vực đỉnh sân bay và hai đầu đường băng cất cánh để vô hiệu hóa sân bay cũng như lực lượng không quân tiêm kích của ta. Hệ thống này có thể hoạt động độc lập, khi đó Spider sẽ được đặt ở các khu vực có địa hình phức tạp như đồi núi. Mục tiêu là chặn đánh những đợt tấn công bất ngờ được che chắn bởi địa hình. Ngoài ra, Spider cũng có thể đóng vai trò là tổ hợp phòng không tầm ngắn và tầm trung để hộ vệ cho tên lửa tầm xa S-300 PMU-1 thay thế các hệ thống A-89 Stella 10M đã cũ kỹ. Cùng có tổng cơ số đạn là 48 quả. Nhưng một tiểu đoàn Spider có tới 24 đạn, 6 xe giải phóng sẵn sàng chiến đấu, trong khi A-89 chỉ có 16 quả, 4 xe phóng. Số lượng các xe chỉ huy và hậu cần trong mỗi tiểu đoàn cũng được rút gọn từ 8 đến 12 xe của A-89 xuống chỉ còn 3 đến 6 xe của Spider. Cơ hội để Buk M2E và Spider song hành tại Việt Nam là khá cao. Nga đang có quan hệ hợp tác quốc phòng rất tốt với chúng ta, không lý do gì để họ có thể từ chối một khách hàng tiềm năng như vậy. Có điều cái giá của Buk thì khá đắt, có thể lên tới gần 100 triệu đô la cho mỗi tổ hợp. Nếu có thêm Buk M2E kết hợp với S-300, Spider và Barak-8, dự kiến Việt Nam sẽ mua 3 trung đoàn, thì lưới lửa phòng không Việt Nam thực sự sẽ mang đến một đột phá rất lớn về chất. Hải quân Việt Nam đóng tàu phòng không hạm đội, vấn đề sẽ được giải quyết bởi một đối tác cực đỉnh. Với tàu ngầm Kilo 636 rất hiện đại, Hải quân Việt Nam trở thành lực lượng có khả năng tác chiến dưới lòng biển mạnh nhất Đông Nam Á. Với các tàu hộ vệ tên lửa Jibat, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia, khả năng tác chiến chống hạm cũng tương đối ổn. Tuy nhiên, chúng ta đang thiếu một lớp tàu phòng không hạm đội thực sự. Bởi hệ thống phòng không của chiến hạm Jibat khá hạn chế, kể cả khi triển khai đóng thêm một lớp tàu hộ vệ này với các ống phóng thẳng đứng, trang bị tên lửa phòng không Steam-1. Hệ thống Booker phiên bản hải quân thì với tầm bắn tối đa 50 km vẫn là khá khiêm tốn, chủ yếu vấn đề tự bảo vệ mình chứ không thể đủ sức tạo thành ô che đầu vững chắc cho các biên đội tàu mặt nước hoạt động an toàn trên biển. Các chiến đấu cơ Su-30 MK2 hay kể cả loại tiêm kích thế hệ mới hơn sẽ được trang bị trong thời gian tới, vẫn chủ yếu làm nhiệm vụ chi viện là chính. Hải quân vẫn là cần có các tàu phòng không hạm đội để có thể độc lập, tác chiến hiệu quả trong trường hợp bị đối phương đột kích bất ngờ. Vì vậy, nếu Hải quân Việt Nam được trang bị tàu phòng không hạm đội thì thật là tuyệt vời, lấp đầy khoảng trống hiện tại và đánh dấu một bước phát triển vượt bậc, đúng theo định hướng tiến thẳng lên hiện đại theo đúng lộ trình xây dựng lực lượng của quân chủng. Thế nhưng chọn lớp tàu nào, do ai cung cấp thì quả thực vẫn là cả một vấn đề lớn. Vấn đề đã có hướng giải quyết. Tại thời điểm này vẫn còn hơi sớm khi nói tới tàu phòng không hạm đội cho Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên đây là nhu cầu tất yếu trong tương lai. Việc chúng ta đàm phán mua hệ thống phòng thủ tên lửa Barak-8 của Israel đã hé mở một triển vọng tốt. Thật vậy, hiện nay Hải quân của Israel đã được trang bị 4 tàu hộ vệ lớp SA-6 rất hiện đại, được phát triển dựa trên thiết kế của lớp Bronchest của Đức, nhưng đã được cải tiến phù hợp với nhu cầu của Israel đã trở thành xương sống của hạm đội nước này. Đáng chú ý là 90% hệ thống vũ khí phòng thủ trên tàu đều do Israel sản xuất. Kích thước của SA-6 không lớn hơn, với chiều dài chỉ 90m, chiều rộng 13,5m với lượng dạn nước 2.000 tấn nhưng lại sở hữu lượng vũ khí khủng và vô cùng hiện đại so với những chiến hạm cùng kích cỡ. Điển hình trong số này là pháo hạm Otto Melara cỡ 76mm, hệ thống pháo điều khiển từ xa Typhoon 25mm, 32 ống phóng tên lửa phòng không Barak-8, 40 ống phóng tên lửa đánh trận Tamir thuộc hệ thống phòng Sidom. Phiên bản trên biển của Iron Dome, 16 tên lửa hành trình diệt hạm và 2 ống phóng ngư lôi 324mm. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử radar ELM-2248MF Star EC và khoang chứa máy bay đủ cho một chiếc trực thăng loại SH-60. Với công nghệ tàng hình cùng nhiều loại tên lửa đánh chặn tối tân, các tàu SA-6 sẽ đảm nhiệm chức năng như một lá chắn tên lửa ngoài khơi bảo vệ đường bờ biển và lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam trước mối đe dọa từ tên lửa và các loại vũ khí tấn công khác. Với Hải quân Israel, những tàu hộ vệ tên lửa lớp SA-6 sẽ trở thành xương sống của hạm đội nước này trong vòng 30 năm tới. Israel tin dùng và trang bị cho nó những hệ thống vũ khí phòng thủ của nhà chồng được, thì chẳng có lý do gì mà Việt Nam lại không cân nhắc như là một lựa chọn cho tàu phòng không hạm đội trong tương lai.
bởi hầu hết vũ khí trên tàu thì đều được phía Israel sẵn sàng bán cho chúng ta. Chỉ có điều ngoài vũ khí phòng thủ là tên lửa phòng không Barak 8 nên chọn phiên bản AR tăng tầm với cự ly diệt mục tiêu tới 150 km và Shidom cùng radar và tác chiến điện tử Made Israel. Thì để hình thành lên được một con tàu một cách hoàn chỉnh cần có sự thỏa thuận nhất trí của các quốc gia khác như Đức, Italia, Mỹ. Việc đàm phán với nhiều quốc gia như vậy sẽ khá mất thời gian, trong đó Đức là quan trọng nhất bởi những tàu này được đóng tại đất nước của họ. Việc Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí được cho là một cơ hội tốt để Việt Nam tiếp cận và mua sắm các sản phẩm quốc phòng hiện đại từ phương Tây, theo chủ trương đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc quá lớn vào bất cứ quốc gia nào, nhất là trong bối cảnh đối tác truyền thống và tin cậy là Nga đang gặp khó khăn do cuộc xung đột Ukraine. Một trở ngại lớn nữa là kinh phí mua sắm của quân đội ta có hạn, trong khi để đóng mỗi con tàu này, Israel đã phải chi tới khoảng 430 triệu euro, tương đương hơn 450 triệu đô la Mỹ. Với Việt Nam, đơn giá còn có thể lớn hơn nữa. Tuy nhiên, trong vòng từ 7 đến 10 năm tới, với tốc độ phát triển kinh tế ổn định, chúng ta tin rằng ngân sách của Việt Nam đủ đáng đáng và nếu các đối tác cung cấp ứng dụng cho Việt Nam thì càng tuyệt vời hơn. Vấn đề đầu tiên sẽ được giải quyết nhanh hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.